Kinh năm hạng người sống ở rừng. Một thời Thế Tôn trú ở Kosala, gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm? Hạng đần độn ngu si sống ở rừng. Hạng ác dục ác tánh sống ở rừng. Hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng. Hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các vị đệ tử Phật tán thán. Hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành nên sống ở rừng. Trong năm hạng người sống ở rừng này, này các tỳ kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành, là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ. Vừa rồi là bài kinh năm hạng người sống ở rừng. Thì bài kinh này á, Đức Phật dạy cho chúng ta biết là có năm cái hạng người sống ở trong rừng, và Đức Phật ấy ca ngợi một hạng người sống ở rừng thôi, còn bốn hạng thì Đức Phật không ca ngợi. Bốn hạng đấy là những hạng nào? Cái hạng thứ nhất là đần độn ngu si mà sống ở rừng. Thì chúng ta thấy là có những người họ ở trong rừng, trong núi, họ không có học đạo lý gì cả. Họ cũng chỉ giống như con thú ở trong rừng thôi, để kiếm miếng ăn. Nghe không? Là họ ở trong rừng trồng trọt, rồi chăn nuôi ở trong rừng, để kiếm miếng ăn, để nuôi cái mạng sống thôi. Họ không có học đạo lý, cũng không biết gì. Cả một đời ở trong rừng, không có một chút gì về trí tuệ, không được phát triển. Đấy, cho người ta gọi là những người này giống như người rừng ấy. Đấy. À, Việt Nam mình cũng đã có những cái người mà họ gọi là người rừng, mấy chục năm ở trong rừng, không hề biết gì, không phát triển trí tuệ, cũng như con vật vậy đấy, chỉ đi đào bới rồi bắt những con vật để sống thôi. Đấy, thì người này Phật gọi là hạng ngu si mà sống ở trong rừng. Nào, đấy, những người rừng đấy, thực sự là họ là những con thú ở trong rừng. Chứ cái chất người, cái phẩm tính của con người nó không có, không có bao nhiêu. Vì tách rời hẳn xã hội loài người, những người này thì họ không có được một cái gì thăng tiến về đạo đức, về trí tuệ cả. Đấy, đây cái hạng này gọi là hạng ngu si mà sống ở rừng. Đấy, thì chúng ta phải tránh. Phật không khen ngợi cái hạng này. À, cũng là ở trong rừng đấy, nhưng hạng này thì chả có lợi ích gì cho ai cả. Lợi ích cho bản thân cũng không có, lợi ích cho mọi người cũng không có. Đấy, đấy là cái hạng thứ nhất gọi Phật gọi là hạng ngu si mà sống ở trong rừng. Cái hạng thứ hai là ác dục ác tính sống ở rừng. Ác dục ác tính nghĩa là với cái tham ác, tham dục mà tham ác hay tính ác ở trong rừng. Ví dụ như là những cái băng đảng trộm cắp đấy, nó cũng lẩn khuất trong rừng và trú ngụ trong rừng. À, họ sống ở trong rừng. À, đấy, nhưng mà họ hành những cái việc ác. Vì tâm ác, họ phải lẩn khuất trong rừng, bị vua quan, bị nhà nước coi như là lùng bắt, cho nên họ trú vào trong rừng họ ở. Họ lập những cái băng đảng ở trong rừng. Wow,
những cái hang ổ trong rừng để họ làm những việc ác đối với xã hội ở trong rừng. Đấy, nhưng mà chuyên để làm những cái việc ác, chuyên làm những việc ác, gọi làm những việc ác không có lợi ích cho ai cả. Đấy, vì tham dục, họ mưu đồ cá nhân, những cái vì danh lợi này khác, họ cũng chui vào rừng họ ở để họ làm, nhưng mà là vì cái ác tâm của họ, vì ác tánh, vì tham ác dục, để gọi là ác Phật gọi là ác dục, ở đây Phật gọi là ác dục ác tánh, mà họ cũng sống ở trong rừng. Thì kể cả những cái người vào trong rừng, họ ở, họ luyện bùa, luyện chú để làm những cái việc ác, cũng là trong nằm trong cái hạng này. Thế rồi cái hạng thứ ba là hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng. Đấy, cái hạng này ấy, là ví dụ như là các cái vị tu tập theo ngoại đạo, đấy họ cũng chui vào trong rừng họ ở, chui vào rừng họ ở, và họ nghĩ là ở trong rừng như vậy là hơn những người ở ngoài. Đây do tâm kiêu mạn khiến cho họ vào trong rừng họ ở, kiêu mạn loạn tâm, tâm họ không thực sự là an định, họ vào trong đây thì họ sân si ở trong này, rồi có họ vì cái tâm kiêu mạn với mọi người, tôi rút vào trong rừng tôi ở, đấy, thế các anh ở ngoài là thế nọ thế kia, chê những cái người ở ngoài, đấy, thì cái này là do tâm kiêu mạn, và mà tâm này cũng không phải tâm an định, một cái tâm phóng dật, chứ không phải là không vào trong rừng thì lại cũng phóng dật tâm, chứ không phải là biết tu dưỡng, biết tu hành mà vào rừng ở, đây là do tâm kiêu mạn, tâm loạn mà vào rừng, nghe không? Đấy, mà vào rừng ở, thì cái hạng này Phật cũng không tán thán, đấy, do những cái tâm này. Rồi cái hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán, Đức Thế Tôn và các đệ tử của Phật cũng từng tán thán cái hạnh ở rừng, nhưng họ mới chỉ nghe là Phật tán thán ở rừng, họ không có biết là ở rừng phải làm cái gì. Họ nghe thế thế vì họ thích cái danh, họ thích được khen, thích được tán thán, cho nên họ vào rừng họ ở, nghe không? Đấy, cái hạng này là không hiểu biết rõ cái mục đích ở rừng mà Đức Thế Tôn tán thán làm gì, cho nên là vào rừng ở, nha, vào rừng ở vì muốn được khen, muốn các đệ tử của Phật khen, đấy, vì nghe Đức Phật khen, các đệ tử Phật khen, cho nên vì khen cho tôi vào rừng tôi ở đây. Đấy, thế thì cái hạng này vẫn là cái hạng vì cầu danh, vì ham danh mà vào rừng. Đấy, vẫn là cái hạng không biết tu tập. Đấy, thì bốn cái hạng này Đức Phật đều không tán thán, và bốn hạng này đều là cái người không biết cái giá trị của cái việc ở rừng, cái mục đích ở rừng, không biết ở rừng phải sống như thế nào, tu như thế nào, cho Phật không tán thán. Thì Đức Phật tán thán cái hạng thứ năm là cái hạng này. Hạng ở rừng ấy, vì gì? Vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành nên mới sống ở rừng. Như vậy cái người này ở rừng, trước khi họ vào rừng họ đã có cái mục đích như vậy rồi. Mục đích của họ mượn cảnh rừng để gì? Để cho họ thiểu dục, vì ít dục, vì họ không nhiều ham muốn, nha, không nhiều ham muốn, vì họ muốn đoạn giảm các dục đi, vì muốn viễn ly cái sự huyên náo, các cái trần cảnh huyên náo cám dỗ, vì muốn cầu thiện hành, vì cái cảnh trong rừng giúp cho họ thực hành pháp nó được tăng tiến tốt. Đấy, như vậy cái người này trước khi vào rừng họ đã có cái mục đích rõ ràng như vậy rồi, nghe không? Họ phải xác định được như vậy nha, các con nhớ. Đấy, họ xác định rõ vào rừng, mượn cảnh rừng là để thực hành pháp, để viễn ly các cái dục, để mà thực hành pháp. Đấy, cái người này vào rừng với mục đích rất rõ ràng như vậy, thì Đức Phật khen cái hạng này mới là hạng gì? Là hạng đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ. Nghe không? Những ai mà ở rừng với cái mục đích rất rõ ràng như vậy thì đây đúng là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ. Người này có cái mục đích rõ ràng rồi, và như vậy họ ở trong rừng chắc chắn họ sẽ được rất nhiều lợi ích,
lợi ích cho tự thân và sẽ làm lợi ích cho chúng sinh. Nghe không? Đấy thì thầy rất là mong là các con sẽ hiểu được ý nghĩa bài kinh này nhé. Và mình ở rừng phải đúng với cái ý nghĩa, đúng cái hạng thứ năm này này nhé. Nếu ai chưa rõ được cái này thì chúng ta phải tư duy quan sát để cho rõ cái mục đích chúng ta ở rừng nhé. Chúng ta vào rừng ở thì mới được lợi ích cho mình và rồi mới làm lợi ích cho người được. Bài kinh này chúng ta để phân biệt rất rõ cái mục đích mình ở rừng làm gì, nghe không? Chúng ta ở rừng phải rõ ràng như vậy, thế mới đem lại lợi ích cho mình và mới tăng tiến trên con đường tu tập của chúng ta được. Đấy thì mong các con cố gắng nha.